Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm một ly sinh tố bơ tại nhà đơn giản mà lại ngon bổ dưỡng đó các bạn. Và nguyên liệu ngày hôm nay mình sẽ cần một cái trái bơ to to như thế này ha. Rồi tiếp theo nữa là mình cần là 3 muỗng canh sữa đặc, 200ml sữa tươi không đường và thêm vào đây là một cái chén đá lạnh. Và chỉ cần 4 thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái ly bơ thiệt là ngon cho bản thân mình và người thân của mình. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái ly bơ ngày hôm nay của mình nhé. Và bây giờ đầu tiên là các bạn, cái trái bơ này nè, mình sẽ cắt nó ra và mình sẽ lấy cái thịt bơ để mình xay nhuyễn ra các bạn. Mình sẽ dùng một con dao ha, mình cắt phần nửa trái bơ như thế này, rồi mình sẽ lấy ra. Trái bơ này rất là nhiều thịt luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái muỗng đó các bạn, mình sẽ nạo cái thịt bơ ra. Và bây giờ mình lấy một cái cối sinh tố đó các bạn, mình dùng cái muỗng á, mình nạo thịt bơ, mình cho vào trong cái cối xay sinh tố của mình. Cái trái bơ này ha, nó rất là nhiều thịt, rất là ngon luôn các bạn. Các bạn biết rồi, bơ thì nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của mình á, mình ăn rất là ngon nữa. Đó, bây giờ mình sẽ nạo hết một cái trái bơ. Và rồi bây giờ mình sẽ cho 3 muỗng canh sữa đặc vào đây nhé. Và mình sẽ cho đây là 200ml sữa tươi không đường nè các bạn. Rồi mình cho cái chén đá lạnh vào luôn. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này. Đó, bây giờ mình sẽ xay nè các bạn. Các bạn nhớ là mình lưu ý là mình sẽ xay cho nó thiệt nhuyễn thì cái sinh tố bơ của mình uống nó rất là mịn nha. Đó, mình xay một hồi là các bạn nó cũng đã nhuyễn rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị một cái ly ha, mình sẽ rót ra. Mình rót ra cho nó đầy ly luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái ống hút vào như thế này là ly bơ của mình đã xong rồi nè. Và như vậy là cái ly sinh tố bơ của mình cũng đã xong rồi các bạn. Cái ly này mình làm nó rất là nhanh mà nó đơn giản nhưng mà uống cực kỳ bổ và lại ngon nữa các bạn. Không thua gì mình đi ra ngoài tiệm mình mua về mình uống đâu. Và cái làm như thế này rất là đơn giản. Nếu như các bạn thích đó, thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một ly sinh tố bơ thiệt là ngon cho bản thân mình, cho người thân của mình. Mình chúc các bạn làm thành công nhé.